Uphonic xin giới thiệu bộ tool kẹp để nạp BIOS cho laptop. Đầu này thì nối vào máy nạp ROM. Tôi đang thử nghiệm với máy RT809F. Và cái main đang thử nghiệm này là main Dell E7240. Đầu này chúng ta sẽ kẹp BIOS. Tôi đã kẹp sẵn ở đây. Sau khi BIOS đọc ra, chúng ta sẽ ghi một bản BIOS và kiểm tra xem BIOS đó có chuẩn hay không. Để kiểm tra BIOS có chuẩn hay không, chúng ta sẽ xem phần BIOS bao giờ cũng có một cái phần, đó là phần header của BIOS. Đây là phần header của BIOS. Và phần footer. Footer ở đâu? Chúng ta kéo xuống cuối đáy, chúng ta thấy đây phần footer. Phần cuối BIOS. Như vậy, tool này đã đọc ra một cái BIOS hoàn chỉnh. Bây giờ chúng ta tiến hành ghi. Đây, tôi sẽ ghi lại cái file BIOS tôi vừa đọc ra hoặc một file BIOS khác. Như vậy quá trình ghi đã thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu cần tool này liên hệ Uphotech các bạn nhé.